chăn chỉ gấp chung mà. Rồi lại còn phá cái đấy nữa. Bibi ra đây. Bỏ nó ra đi, bất có chị đã xếp gọn vào rồi mà. Sao Bibi giúp chị đi làm này? Bibi làm bầy hay hết ra rồi này. Không cho Bibi đâu đâu nha. Không cho Bibi đâu. Cái gì? Không cho Bibi nữa. Sao? Cái gì? Không cho Bibi đâu đâu nha. Không cho Bibi đâu. Cái gì?
chân gọn rồi mà. Sao Bi còn gặp phải như thế? Chơi Bi nữa. Không chơi Bi nữa. Sao? Cái gì? Sao Bi không được phá đấy nhá? Nào, không được phá đấy chưa? Chân chị gấp rồi, Bi không được phá đấy nhá. Ừ. Nào, biết lỗi chưa? Nào, không cho nghịch nữa. Không chơi Bi nữa. Bi biết lỗi chưa? Chị gấp chân như thế rồi mà Bi còn nói hả? Ừ. Biết lỗi rồi hả? Ngoan nhé. Tại sao không được gấp chân, phá chân thế đâu? Chân chị gấp gọn rồi. Bây giờ phải dọn nhà để còn đón năm mới nữa. Không là không kịp đâu. Nhà phải sạch chứ. Tại sao không nghịch nhé? Chị biết Bi là muốn giúp đỡ chị rồi nhưng mà không được nghịch nhé. Bi ngồi đây nhé. Ngồi đây chị gấp lại chân cho. Biết lỗi rồi chứ. Bi ngồi đấy chị gấp chân cho Bi. À, Bi cũng còn muốn gấp à? Thôi chị gấp cho. Bi ngồi ra đây. Ngồi đây để chị gấp. Rồi, gấp xong. Xong rồi còn quýt phòng nữa. Muộn lắm á. Không còn gì nữa đâu. Chị gấp được rồi. Nè. Gấp xong rồi. Bi muốn gấp không? Gấp dùm hả? Trời. Sao Bi không nghịch nha. Cắt gọn vào đây. Bi ngồi trên giường này chỉ dọn thôi. Được rồi. Bây giờ đi chị quét phòng nha. Ngồi đây. Ngồi đây chơi nha. Chị quét nha. Bi nhặt khăn lên chị đi. À đây khăn đây, chị cầm cho cái khăn này. À, cái khăn cho Bi. Bi ra chơi đi. Ra giường chơi đi Bi. Bi ra giường chơi đi. Kia kia, lên giường. Bi à. Lên giường chơi kìa. Lên giường chơi. Bi không làm gì nữa. Có gì trong đấy à? Có gì trong đấy à, chị xem nào. Có cái cốc đồ chơi ở Bi trong đấy kìa. Bi lấy ra đi, lấy ra cho chị đi. Mang ra đây đi. Đi, mang ra đây. Đúng rồi, giỏi chứ. Đi, 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 giỏi chứ. Đi hẳn ra đây. Đi hẳn ra đây sao. Ôi trời ơi. Chú ơi, Vi giỏi chứ. À, này à. Ừ, đấy, chị cắt rửa nhé. Rửa trong bụi rồi. Để bảo ra đây. Xíu nữa mình rửa rồi cho Vi chơi nhé. Vi chơi lại nhé. Vi ngồi đây hỏi đi. Vi giỏi quá, chị cảm ơn Vi nhé. Cảm ơn chị nhỉ. Vi ngồi đây nhé, chị quyết lên nhà nha. Ừ. Chị quyết lên nhà rồi, hai chị em mình chơi nhé. Lấy đồ ăn, xíu nữa lấy đồ ăn nhẹ cho Bi nhá, là Bi làm việc vất vả rồi. Ừ, ngồi đấy nha. Xíu chị rửa các đồ chơi ạ. Quét nước cái phòng đã. Để chị lấy đồ lau nhà nhé. Hai chị lấy lau nhà được rồi. À hai chị em mình lau nhà nha. Rồi, Bi cầm cái khăn này lau hả? Bi cắt cái khăn đi. Cái khăn đấy không lau nhà đâu. Cắt cái khăn cho Bi nha. À Bi muốn lau hả? Quý. Rồi, à hai chị em mình lau nhà nha. Lau cho sạch để đón mừng năm mới. Thấy không? Ừ. Ừ.
giỏi hay như nào muốn phụ giúp. Vui nhỉ. Lên tiếp nào bác ơi. Bác ơi lên tiếp nào. Đi xuống dưới đi, cẩn thận ngã đó. Cầm cái này á, đừng cầm cái này á. Cầm cái này để lau á. Thì đi xuống nào, chị hướng dẫn đi lau nhé. Hướng dẫn đi lau nào. Đi cầm tay vào đây. Đó, chị hướng dẫn đi nha. Wow. Đi vào đây có sợ không? Đi cầm. Bibi giúp chị làm nhà nhé. Ở đấy đâu không rồi mà Bibi. À Bibi ở đấy làm gì á? À lấy khăn này lau nhà hả? Vẫn muốn lau nhà bằng khăn gì á? Thì ra đây nào, ra đây mình lau ở đây. À Bibi vẫn muốn giúp chị lau nhà á. Bibi lau đi, Bibi lau bằng khăn của Bibi đi. Để chị lau cái này không? Bibi muốn vẫn muốn lau nhà hả? À Bibi. Ừ, lau cái khăn đấy á, thì Bibi lau đi. Đi ra đây lau này. Đó, lau đi, ngồi đấy lau đi. Bibi lau đi, để chị lau nhé. Này, bỏ xuống sàn này. Bibi giỏi thế, Bibi biết lau nhà hả? Muốn giúp chị hả? Cảm ơn Bibi nha, Bibi giỏi quá. Bibi giỏi thế. Biết phụ chị lau nhà hả?